Hello, chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện một sản phẩm có tên là Afnan Supremacy. Đây là chai nước hoa có, được đánh giá là có cái nét tương đồng nhất so với Creed Aventus. Và cũng có rất là nhiều các anh em inbox nói mình nói về cảm nhận mùi hương chai nước hoa này. Do đó là cái video này thì chúng ta sẽ nói chuyện về những sản phẩm này. Thì cũng giống như các video trước, mình sẽ nói những điểm mình thích và điểm mình không thích cùng về mùi hương của chai nước hoa này. Ok, điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là khi mình xịt thử so sánh với chai Amaf Club Blue Intense. Cái cá nhân quan điểm của mình thì mình thích mùi hương của chai Afnan này hơn. Bởi vì khi mà xịt chai Amaf này với cái mũi của mình ngửi thì đấy là một cái nốt hương cam chanh và một chút spicy. Còn thì thực sự mà nói là khói. Mọi người thì có người nói là có khói, nhưng đối với mình thì mình thực sự mình nói mình không cảm nhận thấy khói. Đối với mình khi mà mình xịt chai nước hoa này, mình cảm giác đến một hương cam chanh khá là mạnh và cộng thêm một chút spicy làm nền cho cái mùi hương đó. Còn ở cái chai nước hoa Afnan này thì là một cái mùi hương thơm ngọt của dứa và nó rất là mềm mại, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Do đó cá nhân mình nếu để mà so sánh với mùi hương của Amaf Club Intense, mình thích chai nước hoa Afnan này hơn. Nó mềm mại, nó nhẹ nhàng hơn chứ nó không dữ dội như chai Amaf Club Intense này. Do đó điểm mình thích ở chai nước hoa này đó là mùi hương so với phiên bản cũng là một dạng còn clone của Creed Aventus thì mình thích chai Afnan này hơn. Điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này đó là nếu như các anh em nào yêu thích mùi hương của Creed Aventus nhưng có thể là về kinh tế là một, và cái thứ hai là cái độ tỏa hương của nó không được mạnh, thì Afnan Supremacy này nó sẽ bù lại những cái điểm mà các anh em còn đang bị thiếu, đó là về mặt kinh tế và cái thứ hai đó là độ tỏa mùi. Bởi vì chai nước hoa này mình phải ghi nhận nó rất là khủng khiếp, thậm chí là mình chỉ cần, nếu mà mình xịt xong mà mình cầm cái tay mình lên cái chai nước hoa này thì có thể là tay mình hoàn toàn đã bị ám cái mùi hương của chai Supremacy này. Do đó nếu như các em nào yêu thích cái tông mùi của Creed Aventus và các anh em cần một cái mùi hương nó power hơn, nó stronger hơn, thì đây sẽ là cái vũ khí mà các anh em hoàn toàn có thể khóa lấp được những cái điểm yếu đó. Và đấy là cái điểm mình thích thứ hai ở chai nước hoa này. Điểm mình thích thứ ba ở chai nước hoa này tất nhiên rồi, đó là sự đa dụng của nó. Cũng giống như Mont Blanc Explorer trong video trước mình đã nói, với cái tông mùi này anh em, thứ nhất là các anh em có thể chi ra một số tiền rất là nhỏ và đổi lại các anh em có thể sử dụng trong tất cả các cái dịp, tất cả các sự kiện. Do đó đây là cái điểm mình thích ở chai nước hoa này. Tổng kết lại ba điểm mình thích về chai Supremacy này, cái thứ nhất nó là so sánh với một bản clone khác đó là Amaf Club Intense, thì chai nước hoa này mềm mại hơn, dịu dàng hơn, nó không quá là gắt một cách dữ dội giống như Amaf Club Intense. Và cái thứ hai, mặc dù nó là một cái hương thơm khi mà xì lên cảm giác nhẹ nhàng, nhưng cái độ tỏa mùi của nó rất là tốt. Mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn so với Creed Aventus, ít nhất là trên da của mình. Và cái thứ ba là cái tính đa dụng của nó. Đó, đấy là cái ba điểm mình thích về chai nước hoa này. Vậy điểm mình không thích ở chai nước hoa này đó là cái gì? Điểm đầu tiên mình không thích đó là mùi hóa học. Thực sự mà nói thì khi mình mở nắp ra và ngửi thì cái mùi hương của chai nước hoa này nó khá là hóa học và thực sự là rất là dễ để nhận biết. Do đó nếu như các anh em nào mà đặc biệt bị gọi là hơi bị dị ứng với mùi hương hóa học thì các anh em cũng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua chai nước hoa này. Mình thấy là các anh em có một cái quan điểm là với cái mức giá 1 triệu thì cái việc mua được một cái mùi hương mà clone giống như Creed Aventus cũng đã là một cái thành công xuất sắc. Nhưng mà thực tế thì không phải là như vậy. Chỉ cần anh em bỏ thêm một thời gian tìm hiểu thêm một chút thì với cái giá 1 triệu các anh em hoàn toàn có thể có những cái mùi hương tốt hơn, có cá tính hơn và hoàn toàn chất lượng, còn hoàn toàn có thể so sánh với niche. Cái đấy là mình không chém. Thế nhưng đổi lại chúng ta sẽ phải mất thời gian hơn. Thế nhưng nói đi nói lại, nếu như anh em nào yêu thích cái mùi hương dễ thu hút như Creed Aventus và chúng ta bỏ ra ít tiền hơn thì tất nhiên rồi, Afnan Supremacy hay Amaf Club Intense luôn luôn là cái sự lựa chọn hàng đầu. Và cái đấy thì mình hoàn toàn ủng hộ. Còn lại nếu như chúng ta muốn một cái mùi hương cá tính hơn, độc đáo hơn thì chỉ cần chúng ta bỏ thêm một chút thời gian tìm hiểu thì chúng ta hoàn toàn sở hữu được những cái chai như thế. Đánh giá lại, đây là cái chai nước hoa mình thấy cũng rất là đáng để mua, bởi vì cái mùi hương của nó cũng rất là ok, rất là dễ, rất là thu hút đối với mọi người khi mà ngửi. Sau đó với cái mức giá này thì hoàn toàn có thể là mua là xứng đáng đó. Thì vừa xong là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Afnan Supremacy. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như các em cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.